Ok ạ, câu hôm nay chúng ta sẽ chữa cái dạng số 2 cái phần thuyết axit bazơ lưỡng tính và trung tính. Câu 24 trong cái đề chuyên Vinh lần 1 năm 2019 thì chất nào sau đây có tính lưỡng tính ạ? Đây, mình phải dựa vào đây nhá. Đây, chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Thế mình có ba cái thẳng lưỡng tính này, 5 hydroxit lưỡng tính này, các oxit lưỡng tính này và các anion gốc axit yếu này, còn hydro này. Có ba cái loại chất lưỡng tính mình cần nhớ. 5 hydroxit lưỡng tính. Đây nhá. Oxit lưỡng tính thì có ba anh. Đây nhá. Và các anion gốc axit yếu còn hydro. Đây nhá. Đấy thì mình phải nhớ hết chỗ này thì mình mới làm được bọn này. Vậy đây mình có này, chất nào có tính lưỡng tính mình nhìn đấy. Anh này ghi ông HCO3 trừ. Được không ạ? Anh này ghi ông HCO3 trừ đây, HCO3 trừ nằm trong này. Được chưa? Đấy, anion gốc axit yếu còn hydro, HCO3 trừ. Vậy nó có tính lưỡng tính. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 25 ạ, đề chuyên Hà Tĩnh năm 2019, chất nào sau đây là hydroxit lưỡng tính? Tương tự như vậy. Bây giờ đề bài là hỏi chúng ta là hydroxit lưỡng tính thì mình có 5 anh hydroxit lưỡng tính. ALOH3 lần, ZNOH2 lần, CLOH3 lần, PBOH2 lần, SNOH2 lần. Vậy mình sẽ có trong này mình chỉ có anh CLOH3 lần là nằm trong bàn trên. Ok nhá, câu 26 ạ. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Lại hỏi lưỡng tính, chúng ta sẽ thấy rằng cái thằng lưỡng tính này hỏi nhiều nhất. Đây, mình nhìn thấy chuỗi này là cái chuỗi về các chất trong đấy có anh oxit thì mình nhìn này, Al2O3 có tính lưỡng tính. Đúng không ạ? Vậy mình nhìn trong này nhá. Đây, Al2O3 có tính lưỡng tính. Vậy là mình chọn luôn, đáp án đúng là đáp án C. Ok men. Câu 27 ạ. Lại tiếp tục chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Chúng ta nhìn thấy rằng những cái câu trong các cái đề thi trung học phổ thông quốc gia này nó rất hay thì đúng không? Nên chúng ta phải quan trọng nhá. Thì chất nào sau đây tính lưỡng tính thì chúng ta vừa làm xong ALOH3 lần rồi tính lưỡng tính. Đúng không ạ? Sang câu 28, chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Mình lại nhìn thấy có anh hai anh hydroxit. Đúng không? Thì mình nhìn này. CRH3 lần có tính lưỡng tính đúng không ạ? Đấy, nếu mà chúng ta mà nhớ cái này từ trước thì chúng ta làm rất là nhanh. Đúng không? Phải tra. CRH3 lần, còn bây giờ chúng ta cứ đi tra đi cho chúng ta nhớ, tra nhiều là nhớ nhỉ. Tra ít nhớ ít. Câu 29 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại bazơ? Đây thì mình phải lật lại cái chỗ bazơ. Này, bazơ đấy. Định nghĩa bazơ là chất các chất có khả năng nhận proton H cộng. Đấy chưa? Đây, các bazơ thường gặp, cái quan trọng ở đây các bazơ thường gặp. À, tất cả những cái anh mà có dạng MOH tất cả N lần trừ 5 anh hydroxit lưỡng tính. Vậy là mình phải thuộc 5 anh hydroxit lưỡng tính. Đúng không? NH3. Đấy chưa? Các anion gốc axit yếu không còn hydro. Đấy, được chưa? Được chưa? Các anh anion gốc axit yếu không còn hydro. Vậy mình nhìn ở trong này thì những anh nào thuộc loại bazơ? Mình nhìn nhá. Cl trừ này là trung tính, bỏ. Đúng không? NO3 trừ này là trung tính, bỏ. SO42 trừ này là trung tính, bỏ. Tại sao chúng mình lại biết nó là trung tính? Bởi vì đây là anion của gốc axit yếu thì nó là trung tính. Đây, anion gốc axit mạnh, đây anion gốc axit mạnh Cl trừ, SO42 trừ, NO3 trừ, ClO4 trừ thì nó là các chất trung tính. Được chưa? Vậy ở đây mình chỉ còn đáp án đúng của chúng ta là đáp án A mà thôi. Dễ chưa? Dễ nhá, cực kỳ dễ. 30 ạ. Chất nào là axit? Chất nào là axit thì cái này dễ lắm, đúng không? Thì mình có là Na cộng để là chất trung tính rồi, vứt đi đúng không? NH3 đứa nào nhìn cũng biết nó là bazơ đúng không ạ? HPO32 cộng này nó là trung tính đúng không? Tại vì ở đây chúng ta có một cái trường hợp đặc biệt, đây đây đây, trong phần muối ạ, trong phần muối trong cái bài giảng của thầy thì thầy có cho chúng ta ghi đây trường hợp đặc biệt Na2HPO3 là muối trung hòa, bởi vì cái ion HPO3 này không điện ly ra ion H cộng nhá, nên là HPO32 trừ này nó sẽ có tính là tính trung tính. Được không ạ? Nên anh này là trung tính chứ không phải là axit. Vậy ở đây chúng ta chỉ còn cái bọn axit này thôi. HCl và HF4 trừ A nhìn nó là axit rồi và nó là axit mạnh. NH4 cộng cũng axit nữa. Đáp án đúng là đáp án B. Bỏ. Câu 31 ạ. Dãy chất nào sau đây là lưỡng tính? Câu 31 đấy thì muốn làm giỏi cái phần này chúng ta phải nhớ lý thuyết nhỉ. Chất nào sau đây là chất lưỡng tính thì không phải là nhìn vào một phát là mình biết được, mà mình nên làm theo kiểu loại trừ. Mình vừa làm ở bên trên thì mình biết là HF4 trừ này là tính axit. Thằng này là tính axit mạnh nhé. HSO4 trừ nó chỉ có điện ly một chiều để tạo thành H cộng cộng SO42 trừ được cả nhà. Được chưa? Thằng ALOH3 lần thì ai biết nó là hydroxit lượng tính. Đây, một trong năm anh hydroxit lượng tính. Đúng không? Được chưa? Tiếp tục này. Bây giờ mình phải đi loại bỏ từng thằng một. Thằng CO2 thì chắc chắn nó chỉ có tính axit thôi chứ làm gì có tính lượng tính. Đúng không? Đúng không ạ? CuO thì nó chỉ có tính bazơ thôi, làm gì có tính lưỡng tính. Vậy tính lưỡng tính ở đây mình có này, ALOH3 lần, HCO3 trừ và H2O. Đúng không? HCO3 trừ thì nó nằm ở trong này. Đây bọn lưỡng tính đây. Có HCO3 trừ, cả nhà nhìn nó chưa? Đấy, còn nước thì rõ ràng rồi.
nước vừa có khả năng nhường proton H cộng và vừa có khả năng nhận proton H cộng nhá. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D ạ. Thế câu 32 ạ. Câu 32 thì chọn đáp án gì ạ? 32 thì ở đây đề bài bảo chúng ta thế này là các chất và ion nào có thể đóng vai trò là bazơ. Trong câu 32 ạ, các chất và ion nào có thể đóng vai trò là bazơ. Đóng vai trò là bazơ nhá. Thì NH cộng mình biết nó là trung tính. Đúng không? Tại sao ạ? Tại vì nó là K chion kim loại mạnh nhá. Cứ K chion kim loại mạnh thì nó là chất trung tính. Được không ạ? Thì lý do ở đây NH cộng là K chion kim loại mạnh thì bỏ. Tiếp tục ạ, đóng vai trò bazơ cơ mà. HSO4 trừ là axit chuẩn rồi. Không thể đóng vai trò bazơ được, bỏ tiếp. NH4 cộng cũng là axit chuẩn rồi, bỏ tiếp. Vậy thì đáp án đúng chúng ta nó chỉ còn có thể là đáp án D. Ok nhá. Câu 33. Các chất và ion nào có thể đóng vai trò là axit? Thế thì loại bỏ đi những cái thằng gọi chắc chắn 100% là bazơ. Mình nhìn NH3 là bazơ thì không thể nào mà đóng vai trò là axit được nên bỏ. Tương tự như vậy FeOH3 lần là bazơ rồi. Cũng bỏ tiếp. Đúng không ạ? Có thể đóng vai trò là axit mà. Tương tự mình nhìn này CH3COO trừ làm gì có hydro, làm sao mà nhường được hydro. Vậy thì thằng này cũng không thể đóng vai trò là axit được. Vì vậy nên là bỏ tiếp. Vậy có thể đóng vai trò axit thì chắc chắn nó là axit chuẩn như HS4 trừ NH4 cộng và HNO3. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 34. Câu 34. Trong các chất sau, trong các chất sau, chất nào là chất lưỡng tính? Trong các chất sau, chất nào là chất lưỡng tính? Mình nhìn nhá, để nó là một chất lưỡng tính nhá. Để nó là một chất lưỡng tính thì khi và chỉ khi nhá, để nó là một chất lưỡng tính thì khi và chỉ khi nó một hoặc là một trong năm thằng hydroxy lưỡng tính, ví dụ ZnOH2 lần là chất lưỡng tính rồi. Đúng chưa? Hoặc là nó có chứa ion lưỡng tính như ion HCO3 trừ. Mình nhìn thấy không ạ? Ion HCO3 trừ. Vậy đây, HCO3 trừ ZnOH2 lần. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C, NaHCO3 do nó chứa ion HCO3 trừ và ZnOH2 lần nó là hydroxy lưỡng tính. Đây. Bọn hydroxy lưỡng tính rất hay hỏi. Đây, ZnOH2 lần lưỡng tính nhá. Được chưa? HCO3 trừ cũng lưỡng tính nhá. Đấy, vậy là mình chọn được luôn là đáp án đúng là đáp án C. Ok men. Câu 35 ạ, cho các ion, các ion mà phân tử là axit theo thuyết Brønsted. Đề bài yêu cầu chúng ta là axit theo thuyết Brønsted là chất nhường proton H cộng. Vậy mình phải nhớ được lý thuyết là axit là gì. Đây, mình có 5 cái loại axit này. HNA này, NH4 này, trong đó có mấy thằng này là cần phải nhớ nhất này. Nhôm 3 cộng, sắt 2 cộng, sắt 3 cộng. Mình xem nhá. NH3 trừ trung tính vứt, H2O4 trừ axit chắc chắn rồi. NH4 cộng axit chắc chắn rồi, CO32 trừ là bazơ. Nhôm 3 cộng K trong kim loại. Đúng không? Đứng sau Mg có axit CH3COH chắc chắn là axit. Nước, nước là lưỡng tính, không phải axit nhỉ. C6H5NH2 là bazơ. CH3NH3 cộng là axit, Cl trừ 0, HS trừ là lưỡng tính. Được chưa? Vậy mình có là HS4 trừ NH4 cộng CH3COH. Thằng này loại NO3 trừ, thằng này loại CO32 trừ. Đúng không? Rip các bạn là chọn AB. Xem nào, thằng CCl trừ bỏ, đúng không? Vậy mình chỉ còn gì ạ? NH4 cộng này, CH3COH này, và alo nhôm 3 cộng. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C nhá. Câu 36 ạ. Hãy chọn nhóm các hợp chất và ion mà vừa tác dụng với HCl mà vừa tác dụng với NaOH. Thế này mình chỉ cần tinh ý thôi là mình làm được. Này mình cần tinh ý một chút thôi. Ví dụ như HSO4 trừ nó là thành axit mạnh. Axit mạnh thì có bao giờ tác dụng với HCl? Chẳng bao giờ. Thế vậy là bây giờ mình cứ nhìn thằng nào có HS4 trừ mình loại. Được chưa? NaCl thì có bao giờ tác dụng HCl không hả các em? Chẳng bao giờ đúng không? Bỏ NaCl nữa. Nhá. Vậy mình chỉ còn đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D mà thôi. Ok men, dễ không? Đáp án D. Câu 37 nhá. HSO4 trừ thuộc loại chất nào theo thuyết Brønsted? Cái này làm suốt từ nãy đến giờ rồi. HSO4 trừ là gì ạ? Là axit mạnh luôn nhá, bởi vì nó điện ly hoàn toàn. HSO4 trừ điện ly hoàn toàn để tạo thành H cộng cộng với lại SO42 trừ. Được chưa ạ? Nhớ điều này nhá. Câu 38, chất nào sau đây là muối axit? Thì mình cứ nhớ cái định nghĩa mà thầy đã nhắc từ lúc nãy, đấy là gì ạ? Là muối axit là muối mà bên trong cái gốc axit còn hydro và có khả năng phân ly. Vậy ở đây chỉ có mỗi thằng C thôi. Câu 39, chất nào sau đây là muối trung hòa? Đây mình lại nhắc lại cái muối trung hòa đây. Muối trung hòa mình học ở đây. Đây ạ. Muối trung hòa là muối mà hợp chất tan trong nước phân ly ra cation và anion gốc axit. Đấy, trong này thì muối trung hòa là anion gốc axit không còn hydro có khả năng phân ly. Được không? Vậy ở đây mình sẽ có muối trung hòa. Ở đây là anh nào? KCl. Dễ ạ. Câu số 40.
trong các oxit sau hãy cho biết chất nào chỉ phản ứng được với bazơ. SO2 CuO không phản ứng với bazơ được, đúng không? Vậy chỉ có SO2 thôi, vậy mình chỉ còn A và C. Chất nào cho phản ứng được với cả axit và bazơ? CuO thì không phản ứng được với cả axit bazơ, chỉ có Al2O3, nó là lưỡng tính, lưỡng tính thì phản ứng được với cả axit và bazơ nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án câu số 41. Câu số 41, các chất và ion nào sau đây là lưỡng tính? Các chất và ion nào sau đây là lưỡng tính? Thế thì mình học thì mình biết rồi ạ. HCO3 trừ là 1, nước là 2, Al2O3 là 3, ZnO là 4, HS4 trừ là axit nhá, vứt. CuO2 đây lần là bazơ nhá, vứt. H2S3 là axit yếu nha, vứt. Vậy chỉ có HCO3 trừ, nước Al2O3 kẽm. Vậy mình có này, A là HS4 trừ, C là HS4 trừ, D là HS4 trừ. Vậy mình chỉ còn đáp án đúng của chúng ta, đó là đáp án B bò mà thôi nhá. Vậy đáp án đúng là đáp án B bò. Câu số 42 ạ. Các chất hay ion có khả năng cho proton là? Các chất hay ion có khả năng nhường proton H cộng nhá. Chúng ta lưu ý rằng là nhường proton H cộng. Vậy ở đây mình có này. Vậy đây mình có này. CH3CO trừ là không có nhường proton H cộng được. Bởi vì nó là tính bazơ. CO32 trừ cũng vậy, làm gì còn hydro đâu mà nhường. Nó chỉ có nhận hydro thôi. Được không ạ? Al2O3 với ZnO làm gì còn có H cộng mà nhường. Nhưng mà thực ra nhá, vậy thì đáp án đúng ở đây chúng ta là các chất thay ion có khả năng nhường proton H cộng là A. Là đúng nhất. Ngoài ra mình vẫn có thể chọn được C, nhưng mà C nó ít đúng hơn A bởi vì C nó phải vào nước cơ. Được chưa ạ? Thì nó mới nhường được nhá. Câu 43. Chất hay ion có khả năng nhận proton H cộng. Nhận proton H cộng, mình lưu ý này, tất cả những bọn trung tính thì không có khả năng nhường nhận. Thế thì trong đấy thì mình có là những anh trung tính này. Đây, trung tính là các cation kim loại mạnh, các anion gốc axit mạnh. Đấy, mình nhìn này là mình biết. Vậy đây mình có này, cation kim loại mạnh, ví dụ như Na cộng trung tính vứt, Cl trừ trung tính vứt, Na cộng trung tính vứt. Vậy khả năng nhận proton H cộng thì mình chỉ còn là các anion gốc axit yếu, CO3 2 trừ, CH3CO trừ, SO3 2 trừ. Đây, anion gốc axit yếu thì có khả năng đây bazơ đấy. Anion gốc axit yếu không còn hydro. CO3 2 trừ, SO3 2 trừ, F2 trừ. Rất rất dễ luôn cả nhà. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án câu 44 nha. Ion OH trừ có thể phản ứng được với các ion nào sau đây? Ion OH trừ có thể phản ứng với các ion nào sau đây? OH trừ thì không bao giờ ăn được bọn trung tính cả. K cộng là trung tính vứt. NO3 trừ trung tính vứt. Cl trừ trung tính vứt. Vậy OH trừ ăn được H cộng, phản ứng trung hòa. Ăn được NH4 cộng để tạo thành NH3. Ăn được HCO3 trừ để tạo thành CO3 2 trừ. Cộng vệ nước đây. Ăn được HCO3 trừ đây. Thầy đã viết ở đây. HCO3 trừ cộng OH trừ tạo thành CO3 2 trừ cộng nước. Ok chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì? Ngon lành cành đào.